Hello, xin chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây đang là một chai nước hoa thuộc dòng VV của nhà Armani, đó là Pivong Suju. Không biết là mình đọc có đúng hay không. Thì cái tên chai nước hoa này nó dịch ra có nghĩa là hoa mẫu đơn ở Tô Châu, một tỉnh thuộc Trung Quốc. Và em này thì mình được IP Store tài trợ để review cho anh em. Và phiên bản trên tay đây là đang là phiên bản limited. Và hãy cùng xem là tại sao chai nước hoa này nó lại có một thiết kế đẹp như thế, và liệu thì thiết kế đẹp nó có đi cùng với mùi hương tốt hay không. Thì trước khi vào video thì các bạn đừng quên việc là like, share, cũng như là có thể ấm nút chuông thông báo để nhận được những cái video mới nhất của mình. Và nếu như chưa biết mua nước hoa ở đâu thì cũng có thể tham khảo IP Store tại cái đường link phía dưới mô tả nhá. Và chúng ta cùng nhau tìm hiểu em xinh đẹp này thôi. Đầu tiên, như bao video của mình, chúng ta cùng nhau xem qua một chút về cái thiết kế ở chai nước hoa này. Thì như các bạn có thể thấy rằng là đây là một chai thủy tinh trong suốt và được làm hai lớp. Cái lớp ở trong thì các bạn có thể nhìn thấy là cái dui của nó thì có cái màu hồng nhũ rất là đẹp. Cái phần nắp chai thì cũng có được làm bằng cái màu hồng để nó đồng bộ với cái phần dui. Và chai nước hoa này là bản limited và nó đang có tại IP Store. Và cái bản thường của nó thì có vẻ thiết kế hơi xấu một chút, thì mình sẽ để hình ở bên này. Bản limited này thì không phải lúc nào cũng có, nên là mình rất là muốn giới thiệu cho các chị em phụ nữ chai nước hoa này, một chai nước hoa có ngoại hình rất rất đẹp. Chúng ta cùng nhau đi đến phần mùi hương của chai nước hoa này. Thì như mình nói ban đầu, đó là Pivong Suju này, đó là nói về hoa mẫu đơn ở Tô Châu. Thì mình có ngửi qua một hai lần về cái bông hoa mẫu đơn. Thì thực sự là qua mình tìm hiểu ở những anh em chơi nước hoa với nhau, thì có một thằng cu em nó rất là tìm hiểu về hoa. Thì theo như mình biết, đó là hoa mẫu đơn ở trong nước hoa thì không chiết xuất được, và được làm những tạo ra bằng những cái hợp hương khác để làm mùi giống mùi hoa mẫu đơn. Và nó sẽ thường có một cái mùi thanh ngọt và có phần hơi xanh nhẹ một chút. Thì ở trong chai nước hoa này, khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái mở đầu ngọt, không phải mình nói nhầm là khá là ngọt, một cái mở đầu ngọt của hoa quả fruity. Thì cụ thể đây họ ghi là dâu lê cùng rất là nhiều những cái loại hoa quả khác. Thì cái mùi mình ngửi thấy thì thực sự là nó hơi hơi giống dâu thôi, nó cũng không phải là một quả dâu hẳn, mà nó chỉ kiểu nó là mùi xen lẫn giữa rất nhiều mùi hương khác nhau. Và cái mùi các bạn có thể nhận thấy rõ nhất mà có thể liên tưởng rõ nhất, đó là mùi dâu. Và đằng sau thì các bạn đã nhận thấy một chút kiểu hơi hoa một chút. Và một cái cảm giác rất là hay khi mình xịt chai nước hoa này ra, đó là khi mà mình vừa mới xịt ra vào phát thì mình ngửi nó rất là giống những cái loại dầu gội đầu như kiểu Tresemme, cái là chai màu đỏ ấy, mình để hình đây này. Và mình kiểu ui chắc nó giống đấy nhở. Thế là nhưng mà khi mà mình đưa tay lên ngửi thì mình lại không ngửi thấy như vậy đó. Và cái chai nước hoa này mà khi kể cả mình cho hai đứa bạn nữ của mình, hai đứa bạn thân của mình ngửi thì nó cũng bảo là ui giống đấy. Và nó, và cái cảm giác đầu tiên là mình khi mà mình ngửi mùi hương này cũng như là bạn mình ngửi, đó là mùi hương này có cảm giác nó hơi kiểu phấn son một chút đó. Và về sau thì cái mùi hương fruity của dâu, của lê nó sẽ nhẹ dần, nó bớt tươi hơn. Mùi hương ban đầu nó rất là tươi mà có một chút hơi xanh, nếu như các bạn ngửi kỹ thì về sau nó sẽ bớt tươi, bớt xanh hơn, và các bạn nhận thấy mùi hoa. Và hoa ở đây thì thực sự là mình không, gần như là không cảm thấy, mình chỉ thấy là cái nó giống cái mùi hoa mẫu đơn mà thằng que mình nó miêu tả với mình, đó là cái mùi hơi thanh ngọt. Và mình thấy có cả hoa hồng, thì ở trong đây thì đúng thật là có cả hoa hồng. Và mùi mình ngửi thấy là một cái sự blend rất là mượt mà giữa hoa hồng này, rồi một chút fruity đến từ dâu. Và mùi hương này thì mình phải nói rằng là ngay khi mình mới xịt ra thì mình thấy rằng là nó sẽ rất là phù hợp với các chị em phụ nữ. Và em nó thì khá là mịn màng, khá là mềm, ngửi rất là thích. Và nó mang đến cho mình một cái cảm giác kiểu mùi hương thực sự là rất là sang chảnh. Nó như kiểu là một cái quả dâu, hay là kiểu một người phụ nữ mà các bạn chỉ có thể nhìn thấy em có tất cả nhưng mà em lại không có anh ấy. Thì đúng là như vậy, mùi hương là như thế. Vậy thì mùi hương này nó sẽ phù hợp với phong cách như nào? Thì như các bạn có thể nhìn thấy, đây là một cái mùi hương vô cùng nữ tính. Nữ tính ở đây thì mình không thấy rằng là nó bị quá ngọt theo cái kiểu bánh bèo chảy mỡ. Nó cũng không phải kiểu quá là năng động, nó quá là kiểu tràn đầy sức sống. Mà đây là một cái mùi hương mình nghĩ rằng là sẽ phù hợp với các bạn nữ khoảng tầm từ 22 cho đến 23 tuổi, đến khoảng tầm 30 tuổi là hợp lý. Nếu như các bạn quá trẻ thì mùi hương này nó có vẻ hơi dừ với bạn.
Nhưng mà nếu như các bạn khoảng tầm ngoài 30 tuổi đổ ra sử dụng cái mùi hương này thì mình lại thấy rằng là nó như nào nhỉ? Nó kiểu hơi kịch cỡm, nó như kiểu là các bạn hồi trẻ các bạn chưa chơi mà đến bây giờ các bạn chơi bù ấy. Đấy, thì em này nó sẽ phù hợp với cái phong cách kiểu nữ tính, kiểu rất là kiểu phụ nữ Việt Nam ấy. Nó kiểu rất là nhẹ nhàng, đoan trang, nhìn một cái là kiểu ủa cô gái này thực sự rất là nữ tính, rất là dễ có một chút gì đó rất là sang chảnh, tiểu thư, rồi gia đình có điều kiện. Mình ngửi, mình kiểu lúc nào cũng mang đến một người cảm giác kiểu nó rất là khó để có thể với tới. Nó như kiểu khi mà mình nghĩ rằng là nếu bạn nữ nào mà sử dụng em này mà đi date ấy, thì mình có cảm giác là kiểu rất là khó để có thể với tới, mà kiểu cô ấy ở một cái đẳng cấp nó khác ấy. Thì đó là mùi hương của Pivon Suzu này, với một cái phong cách rất là nữ tính, tiểu thư, gia giáo, rồi sang chảnh như thế này. Và cái thiết kế rất đẹp thì cái giá các bạn phải trả cho nó cũng khá là cao, khi mà tầm 5-6 triệu cho 100ml. Thì các bạn có thể xem cái đường link ở phía dưới phần mô tả. Ở đó thì e-store để cập nhật rất là rõ cho các bạn cái giá. Thì mình nghĩ rằng nó sẽ dành cho những cái bạn nữ ở gia đình có điều kiện một chút, hoặc là các bạn đã đi làm, các bạn theo đuổi phong cách như vậy và các bạn có thu nhập tài chính tốt. Còn nếu như các bạn học sinh, sinh viên mà các bạn kiểu thu nhập chưa tốt mà dùng mùi hương này thì mình nghĩ rằng có lẽ nó sẽ không phù hợp. Kiểu như là nó cái gu và cái phong cách đấy nó phải ăn vào máu của bạn, nó là cái việc thường ngày của các bạn ấy. Còn nếu như các bạn cố gắng để sử dụng mua cái mùi hương này nhưng mà các bạn xịt thì thực sự là mình thấy rằng là nó kiểu như các bạn đang cố mặc một chiếc áo không vừa với bạn vậy đó. Và với một cái mùi hương hoa fruity như này thì nó lưu ở trên da cũng khá là tốt. Mình có xịt khá là nhiều ở trên tay, ở trên da của mình. Và mình xịt khoảng tầm 7 giờ sáng mình đi làm, thì đến tối tầm 5-6 giờ mình vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên tay. Nhưng mà có một cái điều mà các bạn nên lưu ý, đó là em này thì nó tỏa không được tốt cho lắm. Chỉ tầm 2 tiếng cho đến 2 tiếng rưỡi khi mà mới xịt thì các bạn có thể tỏa tốt. Còn về sau nó là một cái mùi skin scent. Nên là mình nghĩ rằng là cô tiểu thư sang chảnh này cũng không muốn gây sự chú ý lắm. Vậy thì với rất nhiều lời khen như vậy, em này có cái điểm gì mà các bạn đáng chê hay không? Thì như mình vừa nói, đó là về phần giá. Em này thì nếu như để mình trả thì mình sẽ trả khoảng tầm 4 triệu cho 100ml là hợp lý. Mình nghĩ rằng là nếu như là nữ thì mình tầm đấy là mình sẽ bỏ tiền ra mua được mùi hương này, vì cái thiết kế đẹp để bày nữa. Và cái thứ hai đó là mùi hương này thì với cá nhân mình nó có lẽ chỉ phù hợp để sử dụng đi văn phòng, hoặc là để cho các bạn làm một cái mùi sử dụng đi đến những cái gọi là khi các bạn ăn mặc nó cầu kỳ một chút. Còn nếu như mùi hương này mà để mà các bạn kiểu ăn mặc nó bình thường, điều đi uống nước hay là đi chơi ở những cái chỗ như kiểu là những quán trà chanh hay là những cái quán cà phê vỉa hè ấy, thì mùi hương này không hợp. Em này thì nếu như các bạn, mình đoán rằng là nếu như sử dụng nhiều thì các bạn sẽ chán, nó không có điểm nhấn. Mùi hương nó khá là kiểu bằng nó cứ đằng ở đầu đến cuối. Tại vì mình xịt mùi hương này tầm ít nhất là 6 đến 7 lần để mình ngửi, thì đến những lần sau thì mình có cảm giác là mình kiểu rất là nhanh chán và nó không để lại cho mình, nó không đọng lại cho mình. Mình nghĩ là mùi hương này nếu như nhá mà mình chỉ cần bẵng đi khoảng tầm 3 đến 4 tháng mình không ngửi lại thì mình có quên mất cái mùi hương của Suzu này luôn, Tô Châu này. Nên là đó là cái điều mà mình cảm nhận. Không biết có bạn nữ nào sử dụng qua chai nước hoa này, hay là có bạn nam nào đã mua mùi hương này hay thử mùi hương này để tặng cho người yêu, tặng cho vợ ấy chưa, thì các bạn hãy cứ bình luận cảm nhận cho các bạn ở phía dưới. Và đừng quên việc là các bạn hãy có thể like, share, ủng hộ kênh của mình bằng cách là ấn nút chuông thông báo, đăng ký đó, để kênh của mình có thể sớm đạt được 20.000 sub. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.